Nàng Hầu là một bộ phim tâm lý 18 cộng, đây không phải là phim sex hoàn toàn, mà chỉ có nhiều cảnh nóng bỏng, nhưng không có quay về cặc hay lồn, mà chỉ đưa đẩy thôi, bởi là phim 18 cộng. Câu chuyện sẽ xoay quanh một cô gái, làm hầu gái phục vụ cho gia đình nhà giàu. Na, alam mo naman kung paano, di ba? Apo, ma. Pag pinapagalitan ako ng amo kong babae, kinakausap. Bago ka pa lang dyan, no? Parang kapon lang kita nakita. Pakibukas ang pinto, aalis ako. Apo. Kung meron kang mananakaw doon, hindi ka naman magnanakaw, hindi ba? Apo, ma'am. Bye. Hindi po, ma'am. Bye na, bye, bye, bye na. Hello. Hello. Ito yung bago. Tinatawagan kita kanina, oh. Aantayin kita, naiintindihan mo? Pag hindi mo ako pinuntahan sa kwarto ko. Oh, nandito na ako. Ano ba?